No one's gonna find us. We'll leave the world behind us. When I make love to you tonight, I celebrate my love for you and hope that deep inside. Our spirits will be climbing to a sky lit up with diamonds. When I make love to you my love for you.
Dự buổi lễ thành hôn của chú rể Michael và cô dâu Xuân Nguyên. Và lời nói đầu tiên, Kim Hoa cùng với anh Châu sẽ được gửi đến tất cả quý vị quan khách có mặt trong buổi tối ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Michael and Xuân will celebrate their wedding and we appreciate your attendance now. Kính thưa tất cả quý vị, được sự cho phép của hai bên gia đình, khu du lịch Văn Thánh làng du lịch Bình Quế rất vinh dự được đại diện tổ chức lễ thành hôn cho chú rể Michael sánh vai cùng cô dâu Xuân Nguyên. Và sự hiện diện của tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay đó là lời chúc phúc tốt đẹp nhất gửi đến cho cô dâu và chú rể. Kính thưa tất cả quý vị, và giờ đây giây phút quan trọng nhất trong buổi tối ngày hôm nay sẽ được mời chú rể Michael và cô dâu Xuân Nguyên cùng tay trong tay tiến lên sân khấu ra mắt cùng tất cả quý vị quan khách. Let's invite the bride and bridegroom to the stage. Cô dâu và chú rể của chúng tôi đang hiện diện trên sân khấu, rạng rỡ những niềm vui và hạnh phúc. Và giờ đây, cho phép cô dâu và chú rể xin được trân trọng kính chào ra mắt toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, trong ngày vui hôm nay và cô dâu và chú rể rất vui, và bây giờ thì để thể hiện niềm vui ấy cùng tất cả quý vị cũng như gửi đến tất cả quý vị những tình cảm tốt đẹp nhất, sau đây xin được mời chú rể Michael sẽ có đôi lời chia sẻ cùng tất cả quý vị. Now the bride and the bridegroom is very free to see all of you here, and the bride will have some speech to you, all of you. Yes, please. You speak something. Xin chào. Yeah, and I would like to say everybody welcome to our wedding party. Xuân and myself became good friends, and then we fell in love, and now tonight we have wedding party. So I want to say to everybody welcome for enjoy our night together. I hope we all become good friends and so good for the future. Thank you. Chúng tôi rất là vinh dự được đón tiếp tất cả quý khách ở đây, và Michael và Xuân bắt đầu là bạn bè với nhau, rồi sau đó mới trở thành là người yêu, và bây giờ trở thành đôi vợ chồng. Thì buổi kết hôn bữa nay, xin mời quý khách gọi là cùng chia sẻ niềm hạnh phúc vui vẻ cùng với gia đình chúng tôi. Xin cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn những chào hết tay của tất cả quý vị. Chú rể nói những lời rất là ngắn gọn nhưng đã nói lên được những tình cảm của cô dâu và chú rể đối với tất cả quý vị rồi, đúng không ạ? Và thay mặt cho cô dâu chú rể một lần nữa, cũng như thay mặt cho hai bên gia đình, xin được chân thành cảm ơn tất cả quý vị quan khách đã đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay, và chúc phúc cho cô dâu và chú rể.
Kính thưa tất cả quý vị, chiếc bánh hồng ngọt ngào chất chứa tình yêu đôi lứa. Và bây giờ chú rể Michael, cô dâu Xuân Nguyên sẽ cùng tay trong tay tiến gần đến tháp bánh và cùng chung tay sẽ chia chiếc bánh tình yêu ngày hôm nay. Xin mời anh chị. Cảm ơn cô dâu và chú rể. Và bây giờ xin mời cô dâu và chú rể tay trong tay tiến gần đến tháp ly và cùng chung tay khơi nguồn dòng hát yêu thương. Chúng ta đang chứng kiến một hình ảnh thật tuyệt đẹp trong ngày cưới. Anh sẽ là dòng sông, em sẽ là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng, để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời. Và từ đây, cô dâu Xuân Nguyên sẽ là hoàng hậu đẹp nhất và duy nhất ngự trị trong trái tim của chú rể Michael. Một lần nữa xin tất cả quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng cho tình yêu của cô dâu và chú rể đã thật sự lên ngôi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thầm chúc cho cô dâu được chú rể được sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Xin được một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị em bạn bè thân hữu của cô dâu và chú rể. Yes, maybe when we are looking at the cover, deep in our hearts, we wish happiness will come to this new family. Và quý vị cũng nhận thấy rằng cô dâu và chú rể trong trang phục và áo dài truyền thống và các người bạn bè thân hữu của cô dâu và chú rể cũng trong những bộ áo dài truyền thống Việt Nam rất là đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Xin được cảm ơn cô dâu và chú rể ạ. Và bây giờ xin mời cô dâu và chú rể trở về chính diện của sân khấu và cùng tràn tay nhau uống rượu giao bôi. Và lúc này thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng rót đầy những ly rượu ly bia của mình lên ạ. Và cùng Kim Hoa và anh Châu hô thật to sau 3 tiếng đếm. Xin mời tất cả quý vị nâng ly của mình lên ạ. Now. We cheer together, drink a ton of beer and we cheer. Now everyone ready? 1, 2, 3. Cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, và nhân ngày vui của Michael và Xuân Nguyên, khu du lịch Vân Thánh làm du lịch miền quê cũng có một món quà ý nghĩa để gửi tặng cho đôi viên hương thay cho lời chúc mừng. Và bây giờ xin mời đại diện của nhà hàng sẽ lên sân khấu tặng quà cho cô dâu và chú rể. Xin được kính mời. Well, it's a present from Vân Thánh Court to the bride and bridegroom. It's your gift from them. Kính thưa quý vị,
phần ra mắt của chú rể và cô dâu trong chương trình tiệc cưới ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Kim Hoa xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến về bàn tiệc để cùng chung vui, gặp gỡ quý khách và nhận được những lời chúc phúc từ tất cả quý khách. Xin được cảm ơn anh chị. We invite everyone to enjoy the party with us. Thank you for your attention. Khu du lịch Văn Thắng là du lịch Bình Quế, một lần nữa xin được cảm ơn cô dâu và chú rể đã lựa chọn chúng tôi để tổ chức sự kiện trọng đại của mình. Xin được chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Kính chúc quý vị có một buổi tiệc thật ngon miệng và như ý. Xin được trân trọng kính chào. Thanks, everybody. Thank you. Thank you so much. Yeah, I feel like we need to go and say hello. Nhìn đây luôn nha, nhìn đây rồi. Phải có một cái tiệc bà con chứng kiến hai họ thì có lẽ đã được ông Tơ bà Nguyệt ở kiếp trước xe duyên, nên kiếp này chúng ta đã được gặp nhau và được ra mắt quý vị trong buổi tiệc cưới, thật là hạnh phúc. Vì vậy ca khúc mở đầu chương trình Văn Nghệ, một ca khúc mà nam ca sĩ Hùng Cường và nữ ca sĩ Mai Lệ Huyền đã một thời nổi tiếng,
xin gửi tặng riêng cô dâu của chủ đề ca khúc Thiên Duyên Đến Đích. Và một bài thứ hai cũng vui nhộn hơn thì xin mời quý vị dừng chân một chút đi với điều tuyết đi. Xin tặng souvenir for Michael and your friend. Let's twist again. Come on, let's kiss again.
you, thank you, thank you very much. Và kính thưa quý vị ơi, có lẽ là chúng ta sẽ vui nhộn với những người khách Âu Châu mà mặc áo dài khăn đóng cổ truyền. Và đến với chương trình thì xin mời anh Ân. Vâng, anh Hưng sẽ tham gia chương trình văn nghệ. Và xin mời quý vị hãy vỗ tay để ủng hộ anh Hưng với một ca khúc rất vui. Xin mời chào phát tay à, đồng nghiệp à. Tôi xin chúc mừng cô dâu chú rể. With his, with the song O Carol. Make you stay tonight. Yes, I know it is like your heart.
only beside the heart that we met in Love me tender, love me true. All my dreams come through. As my darling, I love you, and I always will. Love me. Thank you.
Thank you. Come on.